Hi, chào cả nhà mình ha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với cả nhà mình là cái hiệu quả và cái công dụng của gấu kích trứng này của mình á. Thì tại hiện tại bây giờ là anh em đang dùng của mình rất là nhiều, và có một vài anh em thì hiện tại là đang khúc mắc về những cái loại thuốc mà mình bán với lại những anh em khác bán, và họ yêu cầu mình làm. Thì thật sự mà nói á, thì mình cũng nói luôn với anh em làm cái này á, hồi xưa á, là mình cũng có dùng để mà mình pha vào cám và mình trộn làm cám cho anh em. Nhưng mà thật sự mà nói thì cái này, cái hiệu quả của nó không có cao, cho nên là mình không có còn làm nữa. Cho nên là những anh em khác á, thì họ vẫn còn làm và còn sử dụng, và họ mua, họ làm để họ chia sẻ với lại những anh em khác. Thì thật sự mà nói á, thì khi nào anh em đã vào cái trường hợp như mình rồi, anh em sẽ biết được là khi anh em nuôi chim sinh sản thì cái việc mà cho chim ăn cám á, thì nó còn ý nghĩa nữa hay không, thì cái đó là do anh em tự cảm nhận thôi. Chứ thật sự mà nói là mình không thể nào mình nói được, tại vì khi mà người ta làm cám, người ta bán thì tất nhiên là người ta sẽ quảng cáo cám này kia nọ. Nhưng mà anh em có thức nghĩ là anh em khi mà anh em nuôi chim á, sinh sản, thì anh em bỏ cám vào nó còn ăn nữa hay không, và con chim nó có đút cám cho kim con ăn hay không, hay là nó không còn ăn nữa, còn nó ăn nếu nói chung là nếu mà nuôi chim sinh sản anh em cho ăn cám 100% thì không thể nào mà nó nuôi chim con sống được. Và cái công dụng của thuốc này của mình á, thì thật sự nói á, như theo đúng á, thì nó sẽ là một cái gọi là thực phẩm chức năng, thì nó sẽ là ok hơn. Nhưng mà thật sự nói nó là cũng có thành phần của thuốc trong này nữa, cho nên là không có nói gọi là thực phẩm chức năng, mà thực phẩm chức năng thì nó cũng giống tương tự với thuốc, đúng không? Thì cái này của mình á, là nó sẽ dùng cho những con chim của anh em đang bắt đầu trong quá trình là sinh sản ha, hoặc là những con chim của anh em đang ăn uống thiếu chất, có nghĩa là ví dụ những con chim nó đang bị suy nè, bị suy có nghĩa là thường những con chim của anh em nó sẽ ra những cái màu lông nó lọt lem lem trắng trắng á. Thường thì những anh em lại hay nói á, đó là những con chim đột biến. Thì họ sợ mới tây ha cả nhà. Khi mà ví dụ mà đối với con lửa á, ăn con chà hang á, thì mình có thể là mình thấy nó ok, nhưng mà con mi với con khú á, thì thường anh em chăm tốt màu lông sau sẽ ra mất tiêu. À, con lửa cũng vậy, lửa nhiều khi anh em nuôi kiếm nhật nguyệt hay là hay cầm đuôi trắng, có thể là mùa sau nó ra nó không còn trắng luôn, nó lại ra đen, nhưng mùa tới nó lại ra trắng nữa, thì cái đó không thể nào biết được. Thì cái này á của mình á là sẽ hỗ trợ cho những con chim anh em đang bắt đầu trong mùa sinh sản ha, hoặc là những con chim anh đang chuẩn bị cho mùa sinh sản. Thì cách trộn như thế nào á, thì anh em mua cái gói này về á, thì giá một gói như thế này là 220.000 một gói. Thì anh em cần thì anh em có liên hệ với mình, số điện thoại có trên màn hình luôn. Và đặc biệt khi mà anh em mua về á, anh em chịu khó là anh em nào mà làm cám á, thì mình khuyên anh em đừng nên làm. Anh em lấy cái này nè, anh em trộn lên trên người con dế con sâu á, thì anh em chỉ lấy cái muỗng anh em rưới đều lên, còn anh em nào là biến giống mình á thì cầm quyền của nhà anh em rưới lên, và sau đó con dế hay con sâu nó sẽ dính trên người nó những cái này, tại vì cái này là nó thành bột mịn rồi cả nhà. Nó giống như lại là thuốc ở trong cái viên ambi vậy á, là nó mịn như vậy á, là dính trên người con sâu con dế, thì khi lúc đó con chim nó sẽ ăn vào. Và đặc biệt một cái nha cả nhà, đối với những con chim anh em mới cho ăn á, thì chắc chắn là nó sẽ rất là thông minh ha, là nó sẽ vũ con sâu con dế đi hết, hoặc là nó quăng cái này vào trong máy nước ha. Thì nó quăng vô trong máy nước anh em cũng đừng có lo, tại vì nó quăng trong đó thì nó uống nước và nó sẽ đi vào trong cơ thể nó. Nhưng đặc biệt cái ha, anh em chịu khó ha, ví dụ bữa nay mình cho nó uống nước đúng không, là sáng mai mình thay tiếp nha, mình thay mới nha, chứ mình đừng có đợi nước cũ đó mà cho nó uống tiếp nha. Và đặc biệt một cái thuốc này nếu mà nó nằm ở trong cái hũ sâu hũ dế á, thì ngày mai anh em bỏ sâu dế lên, cái anh em lấy cái hùng anh em đắt lên đó, như vậy là sẽ tiếp tục cho con chim nó ăn. Và cái công dụng của cái thuốc này của mình á, là nó sẽ kéo dài cái thời gian của con chim nó đẻ trứng, có nghĩa là ví dụ là một năm con chim có thể đẻ được 1-2 lứa ha, nhưng mà khi mà ăn thuốc này vô á, thì con chim của mình nó sẽ đẻ được 3-4 lứa hơn thêm nữa ha, thay vì 1-2 lứa lên sẽ 3-4 lứa hoặc là 5-6 lứa. Và đó một cái nữa là nó tăng tỷ lệ của trứng nha cả nhà. Ví dụ thường con chim mình đẻ 1-2 trứng thì có thể là đẻ lên 3 trứng, 4 trứng hoặc là 5 trứng á, vô chừng nha. Thì nói chung là nó không có thể nào, ví dụ bây giờ đẻ 5 trứng thì chuyến sau có thể là đẻ 5 trứng nữa, có khi nó lên dương 6, và nhiều khi ví dụ mà ăn uống thiếu khốn á, thì nó lại tụt xuống còn khoảng 3-4 cũng vẫn có nha cả nhà. Chứ không phải là khi dùng cái thuốc này sau anh em bỏ sau mồi ít đầu lại thì nó lại vẫn như cùng như cũ, không có nha. Và cái này á, là nó giúp cho con chim của mình á, là cái tỷ lệ mà đậu trứng á cả nhà, đậu phôi á, nó sẽ cao hơn. Ví dụ giống bây giờ con chim của mình á, nó đẻ bình thường là 3 trứng, thì trong đó có 2 trứng có phôi, 1 trứng không phôi. Nhưng mà khi mà dùng thuốc này thì có thể là nó sẽ dẫn đến là 3 trứng của mình đều có phôi hết.
trừ những cái trường hợp ví dụ như con chim hay con tơ quá thì có thể là nó sẽ không có phôi hết toàn bộ nha cả nhà. Thường thì nó sẽ không có phôi đối với những con chim tơ, và những con chim tơ thì mình cũng chia sẻ với anh em rồi là nó sẽ không có được gọi là nó có kinh nghiệm để nó đập máy á, và con máy nó lại không có hứng chịu được lại cái lượng hơi của con máy ăn trống nó vô, thì nó sẽ dẫn đến là trường hợp con trứng của mình nó bị không có cồn á nha. Thì thường anh em nói là không có cồn. Và cái này nó sẽ có một phần nữa là dành cho những con chim của anh em đang trong tình trạng gọi là nó quá sung quá căng đến nỗi là nó đang hót bình thường, nó quay qua nó cắn cái lông đuôi, hoặc là nó bứt lông mình, bứt lông cánh, nó nhổn nó xé hết toàn bộ thì là sẽ dùng cái này. Và đặc biệt hơn cái bứt lông cánh lông đuôi đó, nó sẽ có hai trường hợp: một là con chim nó đang thiếu chất gì đó trong người nó không biết, và hai nó sẽ là cái con chim lâu ngày nó không gặp con mái, và khi anh em thả con mái vào nó lại chơi trong mình, nó phá mình phá đuôi hết, giống như cái video đợt trước mình quay của anh Quảng Ngãi. Vài con chim nó thấy con máy hay nó vô nó làm khùng làm điên hả, mình không biết lý do vì sao. Thì thật sự đó là khi cái đó thì mình sẽ dùng cái loại này nha cả nhà, để mình bổ trợ cái gọi là cho nó sinh sản luôn đó. Lúc đó nó căng quá rồi đó là nó sẽ phá hình phá người nó luôn, thì lúc đó mình chịu khó anh em trộn cái này vào trong thức ăn. Ví dụ nếu mà con chim anh em nuôi ở ngoài chơi á thì anh em cho nó trộn vào trong cám, anh em trộn nước cũng được, pha nước thì mình pha một cái tỷ lệ ít thôi, mình pha lên cái nước nó vừa màu hồng thôi là ok. Nhưng mà pha nước như vậy cực lắm cả nhà, pha rồi xong hôm nay pha thì ngày mai mình phải khai. Còn anh em nào làm biếng á thì không nên làm vậy, còn anh em nào làm xiên thì ok, cứ pha rồi hai khỏi cần cho nó trộn cám. Nhưng mà trộn trong cám thì sẽ ok hơn, ví dụ ăn cám xong nó còn lắng cặn ở phần dưới cái mình mai bỏ cám như cái mình cầm lắc lên thì nó sẽ trộn đều hơn nữa, nó sẽ ổn hơn ha. Và đặc biệt một cái nha cả nhà, thì như hồi trước mình có nói thì cái này là mình cũng chia sẻ lại thôi, tại vì mình thấy thời gian đây thì hồi trước mình cũng có vô tình và mình chia sẻ một cái video và mình nói về những anh em mà họ dùng một bộ combo mà để bán thuốc cho anh em á, để mà cho trong những con chim trong mùa sinh sản á, một bộ thuốc đó gần cả triệu bạc. Thì nói chung là bây giờ là họ không còn bán nữa rồi đó. Đó là lý do cả nhà thấy không, mà bị post khá là nhiều trong cái loại thuốc đó. Và những loại thuốc đó thì nó không có tác dụng gì hết, và vài bữa nó móc meo rồi nó này nó kia, thì đó là chính là cái lý do. Thật sự nói mình chỉ nên dùng những cái loại, ví dụ mà thật sự nói nếu một cái combo mà để cho chim sinh sản thì chỉ cần cái gói này thôi cả nhà. Và cái chai nữa đó, như là mà có chim con đó, thì mình sẽ dùng cái chai gọi là chai mà thuốc chống bơ vừa của mình đó, để giúp. Thay vì anh em dùng cái gọi là thuốc uống gà con để cho nó ok hơn thì anh em phải mua cái đó, thì anh em mua về anh em trộn một thức ăn rồi anh em pha anh em trộn vô cho ăn, cho chim mới đúng như chim con ăn cũng được, hoặc là khi mà anh em bắt ra ngoài thì anh em cho uống cũng được, không sao hết. Còn nếu mà cái gói cái chai thuốc đó của mình thì em nhổ trực tiếp vô, và mình cứ mỗi ngày mình cho ăn, mình trộn vô trong cám y mình cho ăn hồi xưa vậy, cứ trộn cám và cho ăn là nó sẽ ok hết. Nếu mà anh em không có tiền cứ mua cho mình cái gói thuốc uống gà con là được. Đó, thì đó là những cái combo mà trong những cái gọi là mình mua rất là dễ. Anh em ra chỗ mà họ bán dụng cụ thú y hay là gì đó, cứ nói là thuốc ấm gà con là ok, anh em cứ dùng cái đó. Còn ví dụ mà có những loại bệnh nào không biết nữa thì anh em cứ ra đó anh em mua thôi. Hay gì anh em mua những cái loại thuốc của mình khá là đắt tiền, anh em ra đó mua là rẻ hơn. Nhưng mà nhiều khi thì nó lại không được cả nhà, tại vì ở ngoài đó là người ta không hút cho chim, chỉ cho gà cho vịt thôi, mình lấy đó mình xài lại cũng được. Nhưng mà anh em nhớ là giảm lượng nha. Nói chung là đa số là may mắn thì nó sẽ ok, còn không may mắn thì nó sẽ tèo hết. Tại vì mình không biết được liều lượng của con gà con vịt nó khá là to, chim mình nó bé tí nha, mình cho uống vô có thể là dẫn đến chim mình nó sẽ chết do gọi là nó quá liều quá. Ok vậy ha, thì bữa nay mình chia sẻ với cả nhà mình như thế. Thì anh em nào cần thuốc này á thì cứ alo cho mình ha. Nói chung là mình cái có để hết những cái gọi là mình mới vừa nói lúc nãy, và anh em lưu ý giúp mình thì cứ mỗi lần mà pha nước á thì anh em nhớ khai sau mỗi ngày cho uống nước giúp mình nha, chứ không có để là qua ngày qua đêm. Ví dụ bây giờ mình uống xong cho chim nó uống, xong sáng mai mình đợi tiếp cho nó uống nữa, rồi đợi tới chiều hôm tới mình cho uống nữa, rồi mức 2 thì như vậy sẽ không tốt nha. Thì mình đã nói rồi, đối với những anh em làm biếng giống mình á thì anh em chịu khó anh em trộn một thức ăn, đừng nên trộn nước thì nó rất là cực trong cái việc là mình phải thay đi thay lại. Ok vậy ha, giờ mình cũng xin kết thúc cái gì tại đây ha, chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người lúc sau ha.